chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Dạ. Đến đây mình đây là game anh trai bằng ngựa đã phơi khô rồi. Và giờ mình sẽ chế tạo cái thanh tre này thành cái mũi tên để bắn sinh tồn. Thì không, được bộ đã lập rồi. Khi đập bẹp cái thanh sắt xong rồi, chúng ta ướm vào thử xem đã vừa chưa nhé. Đây đã vừa rồi. Khi vừa rồi chúng ta cắt ra đi, cắt thành cái mũi tên.
tao để chỗ khác mới nghe à. Anh em cùng chiêm ngưỡng lại nhan sắc của cái mũi tên bằng tre này một lần nữa. Mũi này nếu mà mình dương cung ra mà kéo thật căng, bắn một con chim thì chim nó chết tươi. Và nói với anh em thêm một điều nữa là mục đích để lắp cái sắt vào đầu sắt nhọn vào cái đầu mũi tên thế này là để tăng độ sát thương. Nếu mà chúng ta không bỏ cái nhọn này thì sát thương sẽ không bằng, nhưng nếu mà lắp cái nhọn này sát thương mà bắn chim hay bắn gì đó sẽ tăng cao lên gấp mấy lần nữa. Vì sao mũi tên đa số được thường làm bằng tre chứ không phải thứ khác? Vì tre nó thân cây nó cứng và nó ít liệng và nó thẳng. Đây là thử xem mình phi vào cái gốc cây kia này, xem nó mũi tên nó mạnh thế nào này.